Bây giờ đến tiếp nè, mình có những cái hình pha thì nó nhanh thôi. Hình pha thì trước khi mình làm hình pha thì mình nhớ đưa nó về lại speedline ha. Đấy, trả nó về lại speedline, trả lại như này ha, nhớ nha, trả lại speedline cho nó ha. Lúc này nó sẽ trở lại bình thường đó. Rồi tiếp theo mình mới đến cái phần kế tiếp. Trở lại cái dáng màu vàng đầu tiên là cái hình pha đó, hình xen kẽ đó. Đây này là hình này màu vàng ha, số 5. Đến frame số 5 là máy nó cũng tự pha cho mình một khúc nè, mấy em nhìn thấy. Mình đang ở đây xuống nè, đó nó tự pha cho mình một tí rồi. Thường là những cái hình này là máy tự pha ha, mà nếu ở giai đoạn mà chuẩn bị tự pha thì cái này nó có thể bằng hoặc là chậm trễ hơn một tí, hoặc là mình cho cái tay nó đi trước một tí để cho nó đẹp ha. Đây thì ở đây là cái tay đi trước nè, cái tay màu vàng nó đi trước hơn đúng không, mình cho cái tay đi trước tới một tí đó, cái tay nó đi trước. Bên này cũng vậy, cái tay nó đi trước một tí rồi, nó không có thấp ha, nó không có thấp để cho nó thấy là từ từ không. Ở đây nè màu vàng nó không có thấp, nó đi cái mông nó còn ở trên cao á. Rồi cái đầu cũng vậy, cái cổ cũng ở trên này, cái đầu cũng chậm lại một tí đã. Sau đó mình chọn key và set key ở vị trí màu vàng tiếp theo của cái màu vàng nhảy lên ha, màu vàng nhảy lên nè đó, màu vàng nhảy lên đó là hình 13 đúng không, hình 13 thì đây là màu vàng nhảy luôn, là nó thẳng người luôn, duỗi tay luôn ha, thẳng người vào duỗi tay. Lúc này nó đã nhảy cho mình rồi, nó pha giữa cho mình rồi ha, thì mình chỉ có việc chỉnh thôi. Ở đây mình nhìn xem cái mông nó nằm ở đây, mông nằm đây, đúng cái mông nó nằm ngay giữa này nhưng nó ở cao hơn đúng không, mông nó cao lên trên hơn. Cho nên là mình phải chỉnh cái mông nó cao hơn một tí. Đang chọn hết nhé, đó cho mông cao hơn một tí. Rồi bắt đầu chân cẳng gì nó thẳng ra hết ha. Này thẳng ra hết, nếu nó chưa đủ cao thì mình tiếp tục mình chỉnh. Đấy, ưỡn người ra. Đầu cổ ngước lên. Ở đây hai cái chân mình chưa cho nó thẳng lắm ha, nên cho nó thẳng tí nữa. Đó. Rồi tay buông xuống nhẹ. Xoay các góc xem. Cái tay này hơi ra cho nó vô tí, tay này hơi vào cho nó ra tí. Đây dáng nó bay lên cũng chưa đủ mạnh ha, mình có thể bẻ cái mông cong lên, bẻ thân lên tí nữa tùy. Rồi tới đây là mình chọn key lại, tiếp tục set key. Lúc này là mình thấy nó bay lên đúng không?
Ok, rồi tiếp tục đến một cái cây màu vàng rơi xuống, đây là rơi xuống, à màu vàng rơi xuống nè, là nó ở frame số 21 à. Đây lúc này là nó cũng chưa có đụng hay là nó đụng gì đó ha, để này nó rơi xuống quá nhanh thì nó không có đủ độ mạnh ha, mình đẩy nó lên thì đừng cho cái chân nó đụng vào miếng ván ở đây nè ha, cái hình nó còn khoảng cách rất là xa, cái đầu này với đầu này rất là gần, em thấy không, nó rớt xuống rất là nhanh ha, cho nên là mình chịu khó đẩy nó lên rồi cũng cái tư thế đẩy nó về phía trước, canh nó đúng vị trí à. Đây, ngửa nó ra. Đấy, đầu ngước lên một tí. Hai cái chân à, có thể là nó như thế này ha. Nó chuẩn bị chạm đất là nó sẽ nhón xuống như này ha. Rồi hai cái tay cho xuống. Vừa vừa thôi, này là coi chừng gãy. Tại cái động tác này cũng khá là nhanh chứ nó không có gì cả. Nó rớt xuống đây. Rồi. Tạm thời set kỳ. À, mình thấy nó khá rồi ha. Rồi, bây giờ nó phải tiếp đất ở chỗ hình màu nhiều nó mới tiếp cái đụng vào đây ha, phải có mức độ tương tác, nếu không có tương tác là thua. Và bây giờ đã nó tương tác nè, đưa tương tác ha, nó tương tác ngay đây là hình số bao nhiêu mình cũng phải để ý, 23 nó nằm ngay đây là hình tương tác ha, vậy cái này xích lên tí nữa và cái này cho nó lên. À, cái này xoay lên mới tương tác thôi à, cái này bằng không rồi, cái này xuống một tí à, xuống một tí xem nào, đã xuống tí nữa rồi, set kỳ luôn cái này ha, set kỳ đây mình thấy nè, lúc này nó chưa tương tác ha, khi đục nó mới tương tác, lúc này bằng không nè, đó set kỳ chỗ này đây mình thấy nè, đó đúng rồi đó, đúng rồi đó à. Còn những cái chỗ này nó chưa đụng là mình chỉnh cái chân lại do cái kỳ chân thôi ha, phải chỉnh kỳ chân lại cho nó khỏi lún, rồi ở hình 23 là nó tương tác với hai cái chân, đẩy nó lên ha, cứ đẩy lên đi rồi à, mình coi lại cái hình xem, thực ra cái hình này là mình chưa có cần sửa liền ha, khoan hẳn sửa chút nữa mình sẽ tính ha. Rồi bây giờ tiếp cái hình màu vàng bay lên nè, cái hình bay lên màu vàng này nó gần gần giống cái này ha, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ là hai cái tay, cái này lấy đà chưa phải là phóng thì cái tay nó còn ở phía sau, nhưng mà phóng là hai cái tay nó đi phía trước à, để nó cong người nó nhảy, nó còn một không gian ở trên nữa thì lúc này là mình lấy lại cái cây dáng ở đây qua đến cái frame đó là bao nhiêu à, bây giờ mình coi nè, đây phóng lên ha, 2 đến 30, 30 là ở đây à, thì mình sẽ dời toàn bộ cái kỳ này 13 đến 30 sau kỳ, mình cho nó nhanh phải không, bây giờ mình dời nó đến, mình chọn cái thân hai cái này hai cái chân và
đẩy nó lên, đến đâu đó thì mình phải có vị trí xác định nha. Set key nó một cái đã ha, set key nó một cái đó, mình thấy nó nhảy lên rồi đó đó. Ok rồi, ok tới cái hình rơi xuống là mình có được một bộ khá chuẩn. Tới hình khơi xuống nè, đây chuẩn nè, đây là hình chuẩn ha, hình rơi xuống nè, đây xem đúng không, à đúng rồi ha, hình này số 43 đây, nằm ngay đây luôn ha, nằm ngay đây mà lúc đầu kia nó còn nằm đây. Để lấy được cái vị trí thì mình chịu khó, một là mình lấy cái khối mình làm cái đầu mình đi theo, hai là mình sẽ dùng gót ở trên này, nhưng mà bây giờ khoan hẳn dùng gót ha. 43 này, bây giờ mình đưa nó về vị trí này, mình đúp nó ra một cái nhân vật ngay đây, cái này là đúp, chút nữa mình sẽ delete nó đi ha. Đây hình chân D rồi, đến vị trí 43 à, mình xem nè, rồi thậm chí đến cái hình này mình xem đúp lên một cái nữa, Ctrl D, Ctrl D, và hình 43 là chuẩn đúng không đó. Em thấy cái hình pha không, cái hình pha là nó biến từ đây nó dài ra, cái đầu nằm đây nằm ngay giữa, như vậy là không đúng với reference à. Cái reference là cái đầu nằm đây nè à, như vậy là cái hình số bao nhiêu là nó đúng. Mình coi hình bao nhiêu, hình bao nhiêu à, cách ăn gian nó ha, đây nó chỉ có một hình lẫn hai hình ha là đúng cái đầu vị trí này, thì mình lấy ở cái key ở đây mình dời về phía sau ha, giờ cách dời cái key luôn, mình đặt key này vào đây, mọi thứ đều nằm ở đây, cái đầu nằm ở đây, thì cái hình 40 là hình 43 ha. Thì mình dời chọn key nè, set key nè, sau đó mình dời cái key này về 43 ha, mình chưa sửa gì hết là nó sẽ đẹp nha. À, 43 đây, bây giờ mình chưa sửa gì hết nha, mình delete hai cái này đi, hai cái này delete, mình sẽ thấy nó đã đẹp rồi, rất mạnh à, thấy chưa, nó không bay từ từ nữa đấy. Đó là cái cách mà người diễn xuất quen rồi người ta sẽ biết cách làm rất là nhanh à, thì mấy em cũng có thể à, tập từ từ quen thôi. Đây 43 bắt đầu mình mới chỉnh sửa cái đầu nó đúng rồi, thì mình lấy cái đầu làm chuẩn ha, cái đầu ở đây nè, lại cần trên đây lấy cái đầu làm chuẩn, tại vì mình sẽ diễn cái mông lại phía sau nó ra phía trước à, rồi xoay nó lại à, đặt nó ở tư thế như thế nào để nó đúng vị trí của cái mông với cái đầu đã, lúc này hơi cong ha, bẻ lại cho thẳng tí hơi thẳng tí, tiếp tục xoay cái này lại đặt cho nó đúng với cái đầu ở đây, rồi lúc này bẻ cái chân lên à, cái chỗ này nó rất là khó nha mấy em, tại người ta vẽ là nó cong như thế này ha, nó cong thì mình cong ở đây rất là khó, mình có thể ăn gian ha, làm sao mà người ta cảm giác nó cong chứ không có thể là nó làm được như thế này đây, nó vẽ lẫn khác ha, mấy em làm sao mà để cho nó phù hợp thôi, rồi chỉnh sửa thêm một lần nữa, hợp lý chưa, lên xíu nữa. Rồi đẩy ra, coi có nhô nhiều quá không, đẩy tiếp tục rồi chỉnh sửa
hai cái này đưa lên, hai cái tay cái đầu bẻ cái cổ ra phía trước. À bây giờ mình lại sửa cái dáng với cái chân ha, tại phải bẻ đúng cái dáng nha. Này nhìn xuống, à lúc này lại tiếp tục chỉnh nó với cái mông. Ok rồi, bẻ tay nữa. Tay này có thể hơi còn phơi công, điều này ra phía sau cho nó tự nhiên đấy. Rồi set key, chọn lên bấm F. Giờ mình bỏ cái đầu được rồi, này mình sẽ thấy một nhân vật. Ok, đấy, nhảy rất là mạnh không, nhịp rất là ok. Giờ mình tắt nạp khơ đi, đấy, phối cảnh. Giờ chưa có sửa chân tay gì hết, chưa có làm gì hết ha. Tháp xuống. À khi diễn đến đây mấy em cho cái nhân vật trồi xuống dưới luôn ha. À giờ mình thấy nè, wow, đây là một cái nhịp diễn mình phải tập theo reference, tức là mình phải đặt keyboard trước ha, xong rồi bắt đầu mình mới diễn thêm breakdown. À rồi xong nữa mình bắt đầu mình mới sửa tay sửa chân làm blocking cho nó chuẩn. À đây lúng nè, lúng nè, còn nhiều lắm, rất là nhiều thứ. À trượt, à nó trượt, mình không thích nó trượt thì mình đưa nó cao lên. À rồi khi nó bay lên nó rơi xuống nè, lúc này mới sửa nè, đụng nè, đúng không, nó đụng cái đầu tiên là phải sửa cái chân, lúc này là bắt buộc phải sửa. À đúng mặt đất nha, nhìn nghiêng đây cho nó xuống nè, chân kia cũng vậy. Đó rồi hai cái này chỉ set key hai cái này thôi, không set key hết, sửa cái nào chỉnh cái đó ha. Đây đụng nè ha, xong lúng nè, lúng nè, nó mới đụng lại, thì mình coi cái nào lúng nhiều nhất mình sửa cái đó trước. Đây đây cái này lúng nhiều nhất, đẩy nó lên, đẩy thẳng một chục thôi ha. Rồi set key thì cái này nó gần ổn đúng không, à cái này gần ổn mình đẩy lên. Rồi mình chỉnh tiếp cho nó xoay cho nó đúng. Đây là những cái đoạn bắt đầu mình chỉnh sửa chi tiết, và thường thường người ta hay bắt những cái này ha, người ta bắt kỹ mấy cái này lắm, diễn mà bị lún là coi như không biết diễn. Đây bây giờ mình coi nè, ok không có vấn đề ha. Đã rồi cái chỗ này chưa được đẹp, cái mông mạnh quá đi lên đây. À xem lại, à giờ nhúng à, cái đạp xuống cái là rồi, bây giờ lại diễn chi tiết tiếp là cái này nó phải tưng lên đúng không. À xuống nè, đó khi nó bay lên thứ nhất, bay lên thứ hai, bay lên ba là nó đã bật lên rồi, phải không, tại vì ở đây nè 1 2 3 4 thì nó sẽ bật lên lại 1 2 3 4 đúng không. Thì lúc này nó sẽ bật lên một tí, cho mẹ cho về bằng không đi. À rồi đấy, set key rồi lại đi xuống, bây giờ đến nguyên tắc của mình rồi nào. Rồi set key cho nó lên một tí và nó trở về bình thường.
đây bằng không, đúng không? À, set key đây, đây lên một tí. À rồi, xem đấy, phải đúng chuẩn một tí. À bắt đầu mình sửa từ từ, càng lên nó càng đẹp, càng lên nó càng đẹp. À mấy em nhớ cái đầu này rất là khó, khi nó nhủi xuống là phải canh cho nó đúng ha, còn không là sẽ không có được. Bây giờ đến mình xem lại cái phần blocking này là break, bắt đầu mình xem lại phần breakdown. À thì sale bài chỗ này nó chỉ mới là breakdown nâng cấp tí xíu thôi, chưa phải blocking ha. Để breakdown rồi, breakdown thì mình không có để như thế này mà mình sale, mà mình phải làm giống như hồi nãy thầy nói đó. Với em chọn hết cái key đã diễn ha, mấy key diễn nè, mấy key diễn nè, rồi thậm chí luôn cái này ha, em cũng vậy, chọn luôn vào animation wrap editor đó, thấy nó diễn không, nó mềm mại. Mấy em chọn step ha, mấy em chọn chế độ step đây đó, và bây giờ mấy em sẽ thấy là nó diễn đúng với blocking. Đây ha. Đã. Đúng kiểu mình đã mình nhìn thấy. Chỗ này nó bị giãn cái chân nha mấy em, cái chân á. Đó. Kiểm tra lại ha. À mình nhìn là mình phải để ý. Thì kệ đi, chút nữa mình tính, không sao. Nhưng mà nhịp của nó là như thế này, thấy không? Đấy, động tác nè, bùm lên xuống nè ha. Đấy. Như vậy thì nó sẽ ok. Đây là phần đã breakdown ha. Blocking là mình để cho nó mềm mại cho ra. Rồi diễn thêm, bây giờ mình kiểm tra cái chỗ này tại sao nó bị cái gì. Có nhiều trường hợp nhưng em có thể là nó bị key, cái key nó lập á, đây nè, key này qua key này nè, mình bẻ key nè đó, thì cái key này nó đi luôn. Đây là những cái key đi luôn của cái thằng chỉnh ở dưới này ha. À nè nè đấy, à cũng không sao, mấy cái này thì mình có thể chỉnh thôi. Mở lên xem đó. Nó không hiểu, gần quá nó sẽ không hiểu, có những cái key nó sẽ không hiểu ha. Rồi mình mở ra lại, à à nó bị luôn ha, chỉnh lại nha. Đây do một phần là cái ván của mình nữa ha, do một phần cái ván của mình nữa, kiểm tra thử cái ván xem mình đã bung nó lại chưa. Này mình cũng phải bung nó lại ha, lại đây. Ồ chỗ này ha, cái thân chưa đưa về ha, cái thân nó cứng nè ha, tất cả mọi thứ của mình là chưa đưa về. Bây giờ trở lại nè, nó có những trường hợp mình phải xe hoài nha, nó sẽ rất là nặng nha. Đây nè, có mấy cái key nè nó chưa đưa về nè ha, rất là nhiều key mình có thể chọn thiếu đây ha, đưa về đó bình thường ha, mình chọn thiếu là nó sẽ bị tình trạng đó. Nhảy lên cái key đầu gối nữa nè, thấy không, key đầu gối nó bị giật, có nghĩa là anh đang ở step ha, mình cũng phải bung nó ra nha. Mấy em nhớ kiểm tra đừng có để ẩu này, là đây bật cái spline xong mấy em bật cái phần dưới nè,
thì nó sẽ có những cái đường thẳng ngang. Mình nên kiểm tra ha. Đây, hết rồi. Ok. Xong, đến đây tới hình nó đang xuống với tốc độ cao ha, 1 2 1 2 1 2 là cái hình nó rộng lắm, thì mình để 50 là nó out. 50 mình diễn cái nhân, nhớ diễn nhân vật nó out nha, cái kia là cái vị trí thôi. Đây. 50 là nó xuống gấp đôi, 1 2 ha, là nó out xuống đây. Set key, chọn hết, set key. Lúc này mình sẽ thấy nó out ha. À. À. Cho hai cái key này đi luôn. Set key. Đặt cái góc camera thấp xuống một tí. Đấy. À, nhảy là nó phải mất khỏi màn hình. Rồi, như vậy là mình có được một cái bài diễn cơ bản theo các cái bước. À, khi render thì mấy em nhớ tắt nạp curl này đi ha, thì nó mới tự nhiên ha, nhìn nó mới ổn. Đấy. À, nhân vật sẽ rất là cố gắng. Cái tay mấy em chỉnh cho nó đẹp, lúc nó lên, lúc nó xuống, cái bàn tay á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn ở đây là thầy làm nhanh thôi, chưa có gì hết ha. Hai cái tay nó hơi bị đờn đấy. À, mấy em nhìn kỹ mấy em sẽ thấy. Còn nếu mấy em lướt qua mấy em không để ý đâu ha. Mấy em thấy nó nhảy vậy là cố gắng lắm rồi ha. Rồi. Như vậy là xong cái phần mình tập làm locking ha, locking cơ bản. Nhớ là khi mấy em làm mấy em cho nó out ra luôn nha. Out hẳn ra luôn. Đến đây key này là nó out luôn. Thường mấy cái hình chỗ này người ta không có để cái chân như thế này ha, là cái chân chỗ này là người ta cho nó thẳng hết, không có để cái chân như thế này. Thì thường thường mấy cái hình chỗ này như thế này nè. À, người ta chỉnh chân lên. Đấy. Xoay lên cái này rồi set key, set key đó, lúc này thấy cái chân nó mới đẹp ha. Rồi xem lại nhé, đúng à,